Oh, đây là team Omnivista, team team gì? Sustaining team. Chúng tôi đang hành trình đi khám phá cực đông của Tổ quốc. Nãy giờ leo cái núi leo chết mẹ luôn. Gặp cái thằng rảnh này nó còn mang theo cái bình góp nữa. Còn tôi là người đầu tiên của Việt Nam đem cái bình đất này lên bãi bãi gì? Bãi đạn hả? Bãi đạn. Để leo núi. À, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bỏ cuộc mà không ngờ chúng tôi đã bỏ cuộc rồi. Không ngờ chúng tôi bỏ cuộc thiệt.